Chào quý vị, đây là My Bus Your Show và tôi là Quang Huy. Hôm nay thì chúng ta sẽ như thường lệ cùng gặp gỡ với một vị hành khách bước lên chuyến xe này và hãy cùng chào đón ca sĩ nhạc sĩ Lily. Yeah. Hello, hello tất cả quý vị khán giả, mình là Lily và hôm nay Lily rất là vui khi mà được tham dự My Bus Your Show. Yeah, hôm nay thì anh Huy rất là vui khi được gặp gỡ Lily và gửi đến tất cả quý vị câu chuyện của Lily. Lily thân mến, để bắt đầu cho chuyến xe này thì thông thường các vị hành khách đều phải có một câu tuyên thệ. Câu tuyên thệ của chúng ta có nội dung đại khái như sau. Tôi là Lily và tôi xin thề sẽ dùng đủ mọi cách để bước xuống được chuyến xe này. Nghe có vẻ chuyến xe bão táp quá vậy anh. Ok, nhưng mà rồi. Em đã lên xe rồi em chấp nhận. Tôi là Lily và tôi xin thề là tôi sẽ dùng đủ tất cả mọi cách để bước xuống chuyến xe này. Yeah, rất là tuyệt vời. Và bây giờ đây còn chờ đợi gì nữa? Hãy cùng đến với cánh cửa đầu tiên, cửa đỏ. Quý vị thân mến, quay trở lại cùng với My Bus Your Show và đây là cửa đỏ nơi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ về những điều thành công, hạnh phúc của hành khách ngày hôm nay, đó chính là Lily. Câu hỏi mà anh muốn hỏi ngay lúc này ở cánh cửa đỏ, cuộc sống hiện tại của em hạnh phúc chưa hả? Dạ, đối với em thì lúc nào cuộc sống cũng hạnh phúc hết. Đương nhiên là nó sẽ có những cái việc mà nó không có nằm trong những cái dự tính của mình, có những cái rắc rối, những cái vấn đề, nhưng mà em luôn tìm cách để đối diện với nó và vượt qua nó nên là... Có nghĩa là mình luôn cảm thấy an yên trong cuộc sống của mình. Dạ. Hạnh phúc. Dạ. Thời điểm bây giờ thì nó không có được gọi là trọn vẹn lắm, tại vì có một số vấn đề mà làm em phải suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà em vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Nhưng mà anh tò mò là vấn đề suy nghĩ là vấn đề liên quan tới chuyện gì? Cái này thì chắc là em xin giữ bí mật cho riêng em. Rồi, có như dạ. Cái này thì mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ và những cái sự bận tâm riêng thôi. Thì khi nào tiện thì Lily chia sẻ với tất cả quý vị. Nhưng mà nếu mà nói về cánh cửa đỏ nha, là cái màu đỏ ở đây thì anh nói là muốn nghe theo Lily thì cái điều mà Lily thấy đỏ nhất với cuộc đời của mình, với chính sự nghiệp của mình thì ở đó là gì? Em cảm thấy là cái điều mà đỏ nhất đối với em, đối với sự nghiệp của em là đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy rất là may mắn khi mà em được làm nghề, cái nghề mà đúng với cái đam mê của mình. Thật ra là trước đây em theo học đại học nó không có nằm trong cái phạm vi nghệ thuật, nên là em cũng chưa bao giờ nghĩ là em sẽ có thể làm được nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng mà cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn vất vả thì em cũng đã chứng minh được là cái sự lựa chọn của em là đúng, nên là đó là cái điều mà em cảm thấy may mắn nhất. Nhưng mà còn có một điều quan trọng nữa anh thấy, đó là Lily dần trở nên được nhiều người biết đến hơn nữa bằng chính tài năng của em. Đây là một cái điều mà anh cảm thấy rằng là rất là vui khi được trò chuyện cùng với lại Lily. Tại vì tất cả quý vị cũng sẽ thấy rằng là ngay từ đầu thì mọi người biết đến Lily là một cái cô gái có thể nói là hot girl nè. Xong rồi Lily sẽ có những cái lần xuất hiện trong những cái video clip cầm đàn, cover, hát. Nhìn rất là thơ và rất là xinh đẹp và rất là ấn tượng với mọi người. Và sau đó thì anh thấy là các bạn khán giả rất là để ý đến em ở một chỗ là thông thường những cái sáng tác nào mà có gắn cái tên của Lily vào thì các bạn cảm thấy rất là thích và rất là yên tâm về chất lượng và cái câu chuyện ở trong đó. Em thấy như thế nào về điều này? Thật ra em cảm thấy nó có hai cái luồng cảm xúc trong em khi mà nghe được cái nhận định này. Thứ nhất là em cảm thấy rất là đương nhiên là vui và hạnh phúc, biết ơn mà là mọi người đã dành tình cảm cho âm nhạc của mình. Nhưng mà kèm theo đó là một cái gì đó rất là áp lực, rằng là mình sẽ phải hoàn thiện mình hơn nữa, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà khán giả không có thất vọng về mình, về âm nhạc của mình. Đó. Hôm nay sẽ có một cái thử thách đặc biệt dành cho em. Dạ. Nhưng mà hồi chút nữa đi. Còn bây giờ á thì anh muốn nói về cái cánh cửa đỏ hiện tại, bởi vì là có một cái sản phẩm mới nhất của Lily mà anh rất là thích. Anh nói thật rằng là anh đã nghe cái ca khúc này chắc hôm qua đến bây giờ, không phải hôm qua nhưng bữa giờ là phải được mười mấy lần rồi. Thất tình được hay xấu tính à? Cái này nó xuất phát từ đâu mà em có cái ý tưởng để làm ca khúc này? Thật ra là ban đầu em cái chủ đề mà trọng tâm của em á là cô gái đang yêu đơn phương một người, nhưng mà cái người đó lại đã có một dành tình cảm cho một người khác, nên là cô ấy cảm thấy thất tình, chứ cô ấy chưa có xấu tính nha. Nhưng mà sau khi Ricky tham gia vào, Ricky biết vô là thành là xấu tính luôn. Nên là
cái bài tên bài hát em cũng đã đổi đi đổi lại rất là nhiều lần. Và cuối cùng thì sau khi mà xào qua xào lại, tổng hợp tất cả các ý, thì em đã cuối cùng em đã chọn Thức Tình Thường Xấu Tính. Nhưng mà cho anh hỏi đó là khi mà em thấy là Ricky đưa vào cái sự gợi ý như vậy á, trong cái lời rap luôn nè, thì em thấy là nó phù hợp có bao nhiêu phần trăm, và nó có phải là nó pop up cho em một cái idea rất là tuyệt vời về cái MV lần này luôn không? Dạ, chính xác là khi mà em viết xong cái khúc này á, em chưa có vừa ý 100% đâu. Em vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, nên là khi mà em mời Ricky tham gia, Ricky ok và gửi cái demo là em đã ok, đây là chính là mảnh ghép mà còn thiếu. Nên là em cảm thấy nó rất là phù hợp và hoàn hảo. Nhưng mà trong cái MV anh thấy rằng là một cái cô gái yêu đơn phương rất là nhiều chàng trai, đúng không? Vậy thì cho anh hỏi đi nha, nếu cô gái đó là Lily và đời thật thì đâu sẽ là gu của Lily? Em xin khẳng định là em trong MV em là Ly chỉ đang đóng MV thôi nha mọi người ơi. Ly không có hề nào là dễ dãi như vậy đâu. Thật ra là em không có một cái gu nào nhất định hết. Vậy hả? Dạ, chỉ gặp khi mà một người cùng mình cảm thấy rung động thì mình sẽ dành tình cảm cho người đó thôi, chứ thật ra là em không có một cái hình tượng hoặc là hình mẫu nào mà nó cụ thể hết. Vậy? Nhưng mà ví dụ như bây giờ được lựa chọn về gọi là cái nhân vật đi, trong những cái nhân vật xuất hiện trong MV thì em thích ai, hay là thích cái bạn cuối cùng, cái bạn xuất hiện mà cầm cái đồ cùng với em đi lên là Ricky Star, thích ai? Ricky Star thì em với anh Ricky cũng không, nhưng mà bây giờ mình đang tính trong MV thôi, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Để xem nha, ban đầu là bên nhạc nè, hai là bóng rổ, thư sinh và rồi bà đại ca. Trong bốn người thì chắc là cái người đầu tiên mà em e ngại nhất đó là boy đại ca, tại vì em em thích sự an toàn. Em thích sự an toàn, nên là có thể là em sẽ chọn một người liên quan tới ngành nghề của em. Đó là cái boy trong band nhạc. Thì dạ, có thể là vậy thôi. Có thể là vậy thôi. Có nghĩa là em là một cái tiếp người khi mà thích một ai đó thì thích cái người nào mà họ cũng có thể dễ dàng gọi là trò chuyện với mình sâu hơn, hiểu được công việc của mình hơn, để mà mình có thể dễ dàng gọi là mình yêu người ta và mình cũng dễ dàng làm công việc, đúng không? Không, anh nghĩ đây cũng là một điều hợp lý. Tại vì thông thường sẽ có những bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng là mình nên chọn một cái người mà mình với người đó không cùng nghề, để có gì mình bớt cảm thấy phức tạp với nhau hơn. Đó, em cảm thấy là cũng tùy nghề nha. Ừ. Ví dụ như cái nghề của anh em mình á thì nó khá là phức tạp, đúng không? Và đi về thì sớm khuya, nói chung thời gian nó không được ổn định, nên là nếu mà một cái người mà chung ngành nghề của mình thì sẽ dễ dàng thông cảm, dễ dàng thấu hiểu cho mình hơn là một người ví dụ đi làm văn phòng, người ta rất là đúng giờ, là cảm thấy mình cứ đi sớm về khuya như vậy thì người ta cũng sẽ hơi khó chịu. Đúng, đó, chính xác. Có một bạn hỏi nữa, câu này cũng rất là thú vị. Các bạn hỏi rằng là cái mức độ đầu tư của mình cho MV lần này nhiêu tiền ta? Vấn đề này hơi nhạy cảm. Nhưng mà em... anh thấy cũng hoành tráng chứ bộ. Dạ, thực ra là một khi mình đã là mình đi theo con đường chuyên nghiệp thì mình không thể nào mà sơ sài trong những cái sản phẩm âm nhạc của mình được. Nên là cái số tiền thì nó cũng không có quá gọi là quá nhiều như những cái MV tiền quá nhiều khác. Nhưng mà nó cũng là một cái số tiền rất là lớn đối với em trong tất cả cái sản phẩm của em từ trước giờ, thì nó cũng xấp xỉ khoảng mình có nên nói không nhỉ? Nói đi. Các bạn khán giả chờ đoạn này đó. Khoảng 1 tỷ là bao gồm gồm tất cả tiền sản xuất rồi stylist, makeup, truyền thông rồi tất cả các chi phí phát sinh, thì nó ở nằm trong cái khoản đó. Trời, các bạn thấy không? Bởi vậy đâu có đơn giản đâu mọi người. Làm cái MV là nhiều đó tiền, nó hỏi sao mà không tốn kém, cho nên là phải rất là mong tất cả các bạn luôn luôn phải yêu mến các anh chị em nghệ sĩ. Dạ. Khi mà họ có những cái sản phẩm rất là chỉnh chu như vậy. Giống như là em có một cái câu mà rất là đúng đối với em nha. Người ta thì làm nhạc để kiếm tiền, còn em thì kiếm tiền để làm nhạc. Kiểu là như vậy, em luôn dành hết tất cả những cái tâm huyết của mình cho sản phẩm, từ âm nhạc tới nói chung là phải chỉnh chu nhất khi mà đo cho ra mắt khán giả. Nhưng mà Lily, anh hỏi một cái điều này à, bởi vì anh thấy rằng là em có rất là nhiều những cái sáng tác về âm nhạc, anh thấy cái màu sắc em lựa chọn thì ở đâu đó cũng là nhiều là về tình yêu. Có những chỗ mình thấy rằng là yêu đương rất là thấm thiết dạt dào, có những đoạn thì cũng hơi buồn bã đau khổ thất tình, thì anh muốn rất muốn biết rằng là cái định hướng về cái con đường đi của Lily á, cụ thể ngay lúc này của em là gì, và cái điểm mà quan trọng nhất của một người nghệ sĩ là họ phải tìm được một cái điểm riêng của mình
Dạ. Thì cái việc đó với em ra sao? Đó là cái vấn đề mà em rất là trăn trở trong cái khoảng thời gian qua luôn á, nhất là cái khoảng thời gian mà em khán giả thấy rất là nhiều ca sĩ khác hát bài của em. Rất là may mắn là khán giả cũng rất là thích những cái tác phẩm đó và cũng gây được một cái sự thành công nhất định nào đó cho những nghệ sĩ đó. Thì em cảm thấy mỗi bài hát nó đến với mỗi nghệ sĩ là một cái duyên, nhưng mà cái khoảng thời gian đó em cảm thấy là liệu mình có dễ dàng quá trong cái việc mà cho ra mắt sản phẩm âm nhạc của mình hay không, tại vì bản thân mình cũng là một cái người ca sĩ và âm nhạc của mình viết ra mình cũng hát. Em không sợ cái việc là cạnh tranh giữa người này người kia, nhưng mà em rất là sợ cái việc là cái âm nhạc của mình nó bị một màu và bị khán giả cảm thấy là bị nhàm chán đối với âm nhạc của mình. Nên là cái khoảng thời gian trở lại đây á, em cũng đã rất là hạn chế cái việc là giao sản phẩm âm nhạc của mình cho nghệ sĩ khác. Dạ, đó là cái lý do mà em tập trung cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà về về phần định hướng về con đường sắp tới của em á, về cái hình ảnh để cho cái sự khác biệt thì nó như thế nào? Thực ra là về chủ đề á, thì cái tình yêu thì là một cái chủ đề mà nói chung là chủ đề muôn thuở của nhạc sĩ, nhưng mà quan trọng là mình phải khai thác cái chủ đề đó như thế nào, mình cái góc nhìn về cái chủ đề đó như thế nào, dùng từ câu cú sau đó cho nó khác lạ. Và cái định hướng âm nhạc của em á, về thể loại âm nhạc thì em rất là thích nhất nha là pop R&B, nên là nhưng mà nghe thì em nghe rất là nhiều, còn định hướng em muốn định hướng theo thì là dòng nhạc pop R&B. Và các bạn khán giả cũng rất là quan tâm, và các bạn cũng rất là quan tâm đến một cái vấn đề, đó là liên quan tới cái cách mà tạo ra một bài hát của Ly á, thì thông thường cái cảm hứng đến với em và cái việc mà em làm với nó, em work với nó như thế nào? Trước đây khi mà em mới biết viết nhạc á, em rất là lúc nào cũng viết nhạc, lúc viết cắm đầu vào viết thôi. Nhưng mà cái lúc đó cái sức của mình, cái chất xám của mình nó còn mới, và mình cảm thấy cái việc viết nhạc này của mình nó đang rất là dồi dào. Nói thế không phải có nghĩa là bây giờ cái việc viết nhạc nó không còn mới mẻ, không còn yêu thích nữa, nhưng mà em đã biết cách gọi là tiết chế lại. Em sử dụng thời gian của mình để dành cho những việc khác nữa, để mình dành cái cảm xúc cho việc viết nhạc nó thật là tròn trịa mỗi khi mình viết nhạc. Chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vào viết thì nó vẫn ra một bài hát nha, nhưng mà nó sẽ không có chiều sâu bằng cái việc là mình giữ lại cảm xúc, mình nuôi nấng nó để khi mà mình đặt bút viết thì mình viết được ca khúc thực sự là ưng ý. Tính đến điểm hiện tại thì Lily còn nhớ là mình đã có được bao nhiêu sản phẩm âm nhạc chưa? Dạ nhiều lắm, em không thể nhớ được, có nhiều khi là em nghe lại demo mà em kêu ủa mình đã viết bài này. Đó là một cái gọi là sao ta, một cái vấn đề chung của nhiều nhạc sĩ á, đặc biệt là những cái bạn mà tạo được rất là nhiều những cái ca khúc mà có thể gọi là hitmaker, thì anh nghĩ rằng là sẽ lâu lâu nghe những cái sáng tác của mình mà nhiều khi không nhớ là mình có viết ra giai điệu này luôn hay dạ, không đúng rồi. Nữa. Dạ. Đến đây á thì mọi người có một cái thử thách dành cho Lily. Thử thách này cũng rất là đơn giản, tại vì mọi người rất là muốn được nghe Lily hát một đoạn, và đặc biệt là Lily phải rap luôn cả phần của Ricky Star. Ngay tại chuyến xe buýt của chúng ta ở Cửa Đỏ để dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Cái này... Nhớ là hát và rap luôn nha, chứ không phải là rap không hay là hát không nha. Rồi, chưa? Cái đó chưa chỉ là yêu hả? Cầu cần thôi. Điều kiện đủ á, là phải thể hiện luôn cả cái điệu nhảy đáng yêu gửi đến cho khán giả. Nó mới đủ cái combo đó cho tất cả các bạn. Ok, nếu mà khán giả đã yêu cầu thì Lily sẽ thực hiện thôi. Rồi. Thì bây giờ em sẽ đứng lên ha. Đúng rồi, ok. Em sẽ hát một đoạn và rap một đoạn thôi nha. Rồi, còn nhảy thì sao? Kết hợp luôn phải không? Ok. Rồi. À thì ra đây là đau lòng, ra đây là cảm giác khi ta vỡ mộng, yêu đơn phương chính là chết ở trong lòng nhiều chút, chỉ trách ta lỡ chót yêu một người chẳng yêu ta. À thì ra đây là thất tình, nghe như trăm vết sâu cứ vào tim mình, yêu đơn phương chính là khi người chẳng thèm để ý. Dù mình yêu người ta như bao nhiêu không quan trọng, khoa học đã chứng minh cứ 10 người bình thường thì có 3 người thất tình. Thất tình là hay buồn và giận, cứ nằm ì trên giường ngủ không muốn tỉnh. Thất tình có người bạn là thất tình, thất tình chỉ đi chung người thất tình, thất tình heroin người thất tình, sau một đáng thất tình nhậu nhẹt say xỉn u là trời thất tình. Lâu năm đâm ra hơi xấu tính người thất
tình, hay đi trù ẻo người ta thất tình giống mình, hay cầm điện thoại xóa hình, tối về nhà suy nghĩ linh tinh, chọn con tim hay nghe lý tính, cứ khóc hu hu khi xem ngôn tình. Wow. Em nghe rất em thuộc luôn rồi. Trời ơi, dễ thương quá, dễ thương luôn. Các bạn thấy như thế nào ạ? Thả tim như bây giờ cho Lily của chúng ta rất là nhiệt tình gửi tặng một món quà. Thật sự nó gọi là thử thách thôi, nhưng mà đây cũng là một cái món quà để Lily gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Dạ. Nhưng mà có này anh hỏi nha, tại vì anh mới nghe em thể hiện xong cái muốn hỏi tiếp một ý nữa rồi mình khép lại cửa đỏ nè. Mấy lần thất tình em có giống như là cái lời rap ở trong của Ricky Star không? Em hay đùa với mọi người là đây là cái bài hát cho cái hội người thất tình hướng ngoại. Còn em là hướng nội. Rồi, vậy thì hướng nội thì sao? Em hay ở một mình thôi. Ở một mình và em dành thời gian để nghe nhạc, đọc sách hoặc là làm những cái đi xem phim vậy đó. Chứ em không có đi nhậu nhẹt. Đời sống hay không có chủ yếu người ta. hiểu. Nhưng mà những cái đó thực ra là những cái mà để cho mang tính hài hước, để cho mọi người cảm thấy tích cực hơn và cái việc mà thất tình nó không còn quá đáng sợ, không còn quá tiêu cực đâu nữa. Đâu nha, đáng sợ. Vậy đáng sợ. Trời, nghĩ sao thất tình không đáng sợ. Ý là xung quanh mình vẫn còn rất là nhiều điều thú vị, chứ không có, mình đừng có quá gọi là tiêu cực. Ok. Anh hơi bất ngờ về Lily, tại vì hồi nãy Lily nói rằng là mình là một người thất tình hướng nội. Rồi cũng gặm nhấm nỗi buồn một mình. Nhưng mà chắc là nếu mà gặm nhấm như vậy thì anh nghĩ sẽ lâu hơn so với những người mà hướng ngoại. Hướng ngoại thì cái gì cũng dễ dàng thể hiện ra, thành ra cũng sẽ dễ nói với mọi người hơn. Dễ chia sẻ hơn thì cảm xúc nó cũng sẽ được lan tỏa hơn. Thực ra là không chỉ mỗi khi thất tình đâu, em là một người hướng nội mà kiểu vô cùng hướng nội á. Là em chỉ dành thời gian ở nhà thôi và em cảm thấy cái việc mà đi chơi nó rất là tốn sức lực đối với em. Nên là đương nhiên là em vẫn có bạn bè và em vẫn có thể enjoy những cái khúc, những cái lúc mà vui chơi với bạn bè, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Chứ còn mà cứ bảo em đi cà phê bên ngoài xong rồi đi nhậu nhẹt là em không có hợp. Thì chắc đây cũng là cái cách mà nó nuôi nấng được cái cảm xúc của em để cho em viết nên những cái giai điệu và kể cả những ca từ trong những ca khúc. Thực ra là nghe cái bài hát rất là tích cực, rất là đáng yêu như vậy, nhưng mà khi mà viết thì em vẫn trong một cái không gian rất là một mình. Rất là tĩnh lặng thôi. Lúc nào em viết nhạc là em phải ở một mình em mới viết được. Vậy hả? Phải thực sự là yên lặng. Ok. Cảm ơn Lily đã có những chia sẻ vừa rồi và có một món quà dành tặng cho tất cả quý vị khán giả để khép lại cửa đỏ. Và bây giờ sẽ là cánh cửa tiếp theo của chương trình, cửa đen, và quý vị sẽ cùng theo dõi. Các bạn thân mến, đây chính là cửa đen, nơi như thường lệ chúng ta sẽ có những chiếc tagline liên quan tới khách mời của chúng ta. Và đây là phần mà các khách mời, hành khách xuất hiện trên chuyến xe rất thích. Em cũng thích. Tại vì mọi người được có cơ hội giải bày những điều mà có phần hơi trái chiều về mình từ phía của khán giả. Và từ những bạn có thể tập gọi là chưa thích mình, anti-fan. Ok, bây giờ em chọn cái nào? Em chọn cái ở giữa. Cái ở giữa không? Em biết ngay là nó sẽ khó cái này. Lily. Không, nhưng mà cho em hỏi nha, là cái này là thực sự là trên cái mục tìm kiếm nó hiện ra như vậy? Đúng, chính xác. Trên mục tìm kiếm tìm ra. Có những hành khách cũng giống như em á, chưa có cái cơ hội lên để tìm thử coi như thế nào á. Đúng rồi, em thì anh là người lên tìm á, và ekip của anh lên tìm thì thấy, và đây là cái tagline từ khóa được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Theo em thì nếu mà nói về câu chuyện liên quan tới trái chiều thì ở đây nó sẽ là điều gì? Trái chiều khi mà nhắc tới Lily Anh Tú hả anh? Em nghĩ là thường thường là tụi em rất là hay xuất hiện chung những cái clip hoặc là những cái cover chung với nhau, hoặc là game show cái thứ, thì đa số thì em thấy là mọi người rất là đẩy thuyền chuyện đó. Dạ, đẩy thuyền. Nhưng mà ở đâu đó em vẫn hay có khi nha, em vẫn đọc được những cái comment là hai cái người này giống như là cố tình đang kiểu tạo spotlight hoặc là tạo gây sự cái sự chú ý, và cái việc mà hay xuất hiện chung như vậy nó riết nó thành nhàm chán chứ không có còn là thú vị như ban đầu nữa. Đó, em nghĩ là ok. Vậy thì anh sẽ nói ra những điều mà anh đọc được từ các bạn. Thứ nhất, như những gì mà em vừa nhận định đúng là có những bạn nói rằng là hai bạn này phải chăng đang là mượn hình ảnh của nhau để PR cho tên tuổi cá nhân về cái couple này. Điều thứ hai, các bạn cũng nói rằng là với cái việc mà thể hiện của hai bạn ở những cái nơi mà gặp gỡ nhau, vô tình được các bạn fan đẩy thuyền
nó đôi khi là những cái điều hai bạn đang cố gắng gồng lên để diễn cho ra cái vai diễn đó, chứ thực sự ra mối quan hệ của hai bạn không phải là như vậy. Thực ra là cái việc mà mượn hình ảnh nhau để PR tên tuổi thì em trong trong cái trong 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 thực tế là nó có. Em công nhận là có cái việc đó. Và nhưng mà đối với trường hợp của em với anh Tú thì rất là đơn thuần là tụi em kiểu cảm thấy hợp nhau từ âm nhạc, từ tính cách, từ những cái tư duy trong cuộc sống, góc nhìn, nên là tụi em cảm thấy cái việc mà xuất hiện cùng nhau và cái việc cùng nhau làm nên những cái clip vui vui đó là rất là thoải mái và rất là đơn giản, là như thế thôi chứ không phải là gồng lên để diễn hay gì cả. Và bản thân em nha, là như em có chia sẻ lúc nãy á, là em là một người rất là hướng nội, em rất là ít tiếp xúc với những người xung quanh và em cảm thấy rất là khó để thân với một người, nên là khi mà em đã thân với một người rồi là đó thực sự là rất là thân thiết thì em mới có thể cùng nhau tương tác, cùng nhau làm những cái trò điên khùng. Dạ, như vậy. Nhưng mà mối quan hệ thực chất của em với anh Tú là gì? Các bạn rất là quan tâm. Cái này thật ra là em cũng rất là nhiều người hỏi rồi, nhưng mà em không 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 có muốn là gọi tên một cách chi tiết hoặc là một cách chính xác cái mối quan hệ của em với anh Tú, tại vì là em muốn mọi người tập trung vào cái sự nghiệp của hai tụi em hơn. Mặc dù là tụi em hay xuất hiện chung hay làm những cái sản phẩm chung, nhưng mà những cái đó cũng 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 chỉ là để mọi người tập trung hơn về cái những cái sản phẩm của tụi em, những cái sự kết hợp, chứ không phải là ê tụi đang chúng mình chúng mình đang như thế này như thế kia, thì tụi em không thích như vậy, nên là tụi em sẽ để cho mọi thứ nó tự nhiên, mọi người sẽ cảm thấy là enjoy cái những cái gì, những cái món quà, những cái cảm xúc, những cái nguồn năng lượng mà tụi em dành tặng cho khán giả thôi. Thực ra là cái lúc đầu á, khi mà em đọc được những comment đó em cũng hơi chạnh lòng một chút, nhưng mà em nghĩ là tại vì mọi người chưa có hiểu mình, chưa có thực sự là hiểu em và anh Tú nên là mọi người mới nói như vậy. Chứ mà nếu mà mọi người dành thời gian để tìm hiểu tụi em nhiều hơn, hoặc là chỉ cần là thả lỏng ra nhiều hơn, thì mọi người sẽ thấy là những cái gì mà em và anh Tú thể hiện ở ngoài á, nó thực sự rất là tự nhiên, chứ không tụi em không có diễn gì hết. Và em nghĩ là cái này thì em cũng không cần phải giải thích hoặc là đôi co gì hết, mà em sẽ để thời gian trả lời. Ok, rồi. Sáng là đầu tiên đã xong. Bây giờ em chọn tiếp tục đi. Em chọn cái đầu tiên. Cái đầu tiên ha. Hitmaker Hitmaker. Nhưng tên tuổi lại lại kém kém viral. viral. Thì cái này em cũng không có phủ nhận. Thực ra là cái bài hát debut của em, mà bài hit đầu tiên của em là bài 24 giờ, và cái thời điểm đó là nó rất rất là viral luôn. Nhưng mà khi mà em đi ra đường thì người ta không biết mình là người hát bài đó. Thì cái đó là cái mà để cho em phải 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 như bây giờ, là phải phải đầu tư chỉnh chu hơn về sản phẩm của mình, về hình ảnh của mình khi mà xuất hiện đối với khán giả, kể cả là làm MV hoặc là đi diễn hoặc là chơi tham gia những cái game show, thì cái hình ảnh của mình phải thật là chỉnh chu, phải thật là để cho khán giả có thể nhận nhận diện cái cấu hình của mình đó. Nên là cái mỗi ngày trôi qua thì em đều phải cố gắng rất là nhiều về tất cả những cái khả năng, như là viết nhạc thì đương nhiên rồi, ca hát rồi, nhảy múa, nói chung là mình phải hoàn thiện mình mỗi ngày để khán giả có thể công nhận mình và mình có thể đến với gần hơn với khán giả. Nhưng mà nói gì thì nói thì thật sự anh nghĩ rằng là với thời điểm hiện tại thì Lily đã có những cái bước đi rất là thành công. Tại vì để cho mọi người biết được em, để cho mọi người công nhận được tài năng của Lily thì dĩ nhiên đó phải là tài năng, và chuyện đó cũng không hề dễ dàng. Nhưng mà Lily làm được, cho nên anh nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái điều truyền cảm hứng cho những cái bạn khác. Đúng rồi. Thời điểm đó thì tại vì một phần nữa là em không có ekip riêng của mình, nên là em rất là loay hoay không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Mặc dù là mọi người rất rất là yêu thích bài hát của mình, nhưng mình không biết là tiếp theo mình sẽ làm gì để cho cái công việc của mình nó thuận lợi hơn, để cho mình có thể đến gần với khán giả hơn đó. Nên là nhưng mà bây giờ thì em cũng rất là may mắn để tìm được những người cộng sự để đồng hành cùng với mình để làm những việc đó. Nhưng mà thông qua cách sắc like này thì anh cũng mong muốn rằng là sẽ thấy nhiều hơn nữa cái sự bứt phá của Lily. Tại vì anh nghĩ rằng là em xứng đáng có được nhiều điều đặc biệt hơn với cái tài năng của mình. Em cũng đang cố gắng mỗi ngày không 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 dừng lại. Ok, sao là đầu tiên này thì không có gì để nói đúng không? Sao là cuối cùng ha, lao Lao đao, đao nhéo nhéo nhào nhèo. vì hai từ kiện cáo. Ok, đây là một trong những
cái keyword và cái dòng chia sẻ mà anh thấy rất là nhiều khi nhắc tới tên của em. Anh cũng có hơi băn khoăn một tí xíu là không biết là có nên hỏi điều này với Lily hay không. Nhưng mà anh nghĩ rằng thôi, nếu mà đã có dịp và cơ hội gặp gỡ rồi thì cứ nói những gì mình mong muốn thôi. Từ quan điểm của em thôi. Thì thật sự ra cái câu chuyện này thì mình thấy rằng là nhắc tới Lily thì có tới một vài câu việc, một vài câu chuyện. Thứ nhất là về Khoa, về Cam, rồi về em. Thứ hai là một câu chuyện nó liên quan tới lại Quỳnh Trần, JB. Thì nó đều là những cái câu chuyện mà các bạn rất là quan tâm và các bạn thấy rằng là thật sự các bạn có link nha. Link từ câu chuyện này với nhau. Bởi vì rằng là em là một bạn tài năng, em cũng hitmaker, nhưng bởi vì là có nhiều cái lùm xùm xung quanh tên tuổi của em quá, thì nó khiến cho khán giả bớt đi cái sự quan tâm ở em. Thì em thấy như thế nào? Em cũng không biết là cái cách nhìn nhận của mọi người có đúng là như thế hay không. Nhưng mà em nghĩ là cái việc mà scandal là bản thân em không hề mong muốn. Không bao giờ em có ý định dùng scandal để mà gây sự chú ý hoặc là như thế nào cả. Cái thời điểm đó thì nó đến với em với Cam thì nó cũng là một cái gọi là cái cú sốc đầu tiên trong cái sự nghiệp của em và Cam. Nói chung là bây giờ em không có nhắc đến là lỗi của ai hay là như thế nào, nhưng mà cái việc mà phải đi kiện cáo, phải dính đến gọi là những cái đó thì nó ngoài sức tưởng tượng của em. Khi mà mình chỉ làm nhạc thôi, mình chỉ là đam mê ca hát thôi, chứ còn mấy cái này thực sự là nó quá sức đối với mình. Nhưng mà thực sự cái khoảng thời gian đó là một cái khoảng thời gian thực sự là lao đao và nháo nhào đối với em, rất là khó khăn. Rất là khó khăn về nhiều mặt. Nhưng mà em cũng tới bây giờ thì em cũng đã nhìn lại từ cái sự việc đó mà em cũng đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Em cũng đã có nhiều hơn kinh nghiệm để mà mình có thể đối mặt với những cái vấn đề về cuộc sống, có thể bình tĩnh hơn và giải quyết những cái gọi là mâu thuẫn, những cái vấn đề nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó. Nhưng mà còn có một cái vấn đề anh muốn hỏi về phía của Lily thôi. Anh nghĩ rằng là mấy bạn trẻ, tuổi trẻ của mình á, thì bao giờ cũng sẽ có những cái điều mình sai. Nhưng mà điều quan trọng ở Lily thì anh thấy rằng là Lily nhận ra cái điều đó, Lily thay đổi. Và anh thấy rằng là em là một trong những cái cô bạn hoạt động nghệ thuật anh thấy rất là nghiêm túc. Nhưng mà em nghĩ rằng là những cái chuyện mà scandal như vậy đến với em á, thì nó nằm ở yếu tố nào? Là do là mình tuổi trẻ, mình chưa suy nghĩ được, hay là do mình cảm thấy rằng là có những cái điều nó bức xúc với mình nên mình muốn thể hiện cái điều đó ra? Đúng rồi, thực ra là cái thời gian đó chính xác là em muốn thể hiện những cái bức xúc của em ra, và em cũng không còn cách nào khác để mà giải quyết cái vấn đề đó. Em cũng không có những cái mối quan hệ, em cũng không có những cái kiến thức cần thiết để trang bị cho mình để giải quyết cái vấn đề đó, nên là cái việc duy nhất là em phải vẫy vùng như vậy thôi. Chứ thực ra là em cũng không nghĩ là nó lại trở nên nghiêm trọng, hoặc là trở nên cái tình hình nó trở nên tệ đi quá như vậy. Thật sự ra thì với em hay là với Cam hay là với Khoa đều là những người mà anh được biết và anh được nói chuyện rồi, thì anh nghĩ rằng là đôi khi trong cuộc sống này sẽ có đúng cái thời điểm chúng ta gặp phải một cái vấn đề mà chúng ta phải bắt buộc đối diện với nó. Và đôi khi nếu mà may mắn thì gọi đó là hào quang và sự thành công, nhưng mà nếu không thì nó sẽ bị gọi một chút xíu hơi bị xu là bị scandal. Nhưng mà vấn đề quan trọng là sau cái này vậy đó, mình bước tiếp như thế nào và mình làm mọi thứ ra sao. Hôm nay thì khi mà anh đưa cái tagline này vào á, thì thật sự anh cũng đang rất là ngại, bởi vì không biết rằng là Lily có sẵn sàng để chia sẻ cái điều đó hay không. Thì nãy giờ khi mà anh đưa cái tagline này vô, thì em có cảm thấy khó chịu hay là cái điều gì không hài lòng vì cái tagline này lại xuất hiện một lần nữa không? Thực ra là em cũng rất là muốn quên đi cái khoảng thời gian đó và quên đi cái sự kiện đó trong đời, nhưng mà thực ra là em nghĩ là những cái vấn đề đó mới chính là chất xúc tác để mình có thể trưởng thành hơn đó. Mình có thể nhìn nhận mọi thứ một cách nhiều khía cạnh hơn. Ok, rồi. Bây giờ với từ khóa cuối cùng này em còn muốn nói gì nữa không? Tới thời điểm hiện tại thì em cảm thấy nó không còn quá căng thẳng như ngày xưa nữa. Rồi là cái chuyện này nó cũng đã trải qua hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm từ cái lúc chuyện này xảy ra thì em cảm thấy bây giờ em bình tĩnh hơn. Em có thể mạnh mẽ hơn. Nên là mọi cái cho nó đã qua rồi thì em cũng cho qua và em cũng không có suy nghĩ nhiều về nó nữa. Ok, đó chính là ba tagline của chương trình liên quan tới cửa đen dành cho Lily. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách cuối cùng trước khi Lily bước xuống những sàn của chúng ta các bạn nha.
Quay trở lại cùng với My Best Your Show. Và quý vị thân mến, đây là thử thách cuối cùng dành cho nhạc sĩ ca sĩ Lily, hành khách của Quang Huy. Hôm nay á thì đến với thử thách cuối cùng, đó chính là gọi điện thoại. Để có hai option cho em lựa chọn. Thứ nhất là em sẽ gọi điện thoại để troll một người bạn nào đó của mình. Thứ hai là gửi một lời cảm ơn hoặc là một lời chúc mừng đến với một người bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thì sau đó Lily mới được bước xuống chuyến xe này. Em sẽ John đi. John đây. Thì đó, em cũng không có nhiều bạn nên là em sẽ chọn người thân nhất của em. Nhưng mà không biết là bây giờ Tú có đang rảnh hay không. Em cứ gọi thử thôi. Nhưng mà cho anh cái gì cũng được á anh. Cho anh gì, nhưng mà em thấy cái gì mà nó phân nền dễ bị lừa đúng không? Dễ bị lừa chút á. Để em suy nghĩ nha. Đi à? Tú ơi. Anh có đang rảnh không? Anh rảnh, em vừa make up xong đây, sao thế? Em hỏi này xíu được không? Tại vì có một người, có cái anh kia mà anh này anh cũng biết. Cứ hay kiểu dạo này cứ hay nhắn tin cho em á, xong rồi kiểu alo anh có nghe rõ không? Cứ nói đi. Có cái anh kia nha, anh này anh cũng biết, xong rồi dạo thời gian gần đây á anh cứ hay nhắn tin cho em kiểu cũng hơi cư cẩm xong rồi tấn công, nhưng mà em vì phép lịch sự nên em cũng phải trả lời lại, nhưng mà bây giờ em cũng khó xử quá, em không biết làm sao, thì anh chỉ cho em làm sao được không? Em bảo là em có người yêu rồi. Trời, lỡ anh hỏi là ai thì sao? Là anh Tú, em bảo thế đi. Mình phải đánh nhanh chứ, mình phải rút gọn luôn chứ. Bây giờ mình phải tốc độ lên em, mình phải xử lý cái tình huống nó linh hoạt lên xem nào. Sao anh thẳng thắn quá vậy? Thì bây giờ em đang nhờ tư vấn đúng không? Rõ ràng anh đang tư vấn cho em là em xử lý như thế là một phát là trúng luôn cái đích. Trúng mấy cái đích luôn, phát luôn. Bây giờ em sao rồi, em muốn như thế nào, em thấy hợp lý không? Thì em sẽ thử nói như vậy, nhưng mà nếu lỡ ảnh nói là bây giờ ảnh muốn đập hoa, ít đập chậu cướp hoa thì sao? Đập chậu cướp hoa? Thì bảo là anh ơi, em xin lỗi anh không đủ tầm đâu anh. Nói vậy gắt thế. Thì bảo thế này nhá, bảo là không, em biết là người ta ở trên cuộc đời này cũng có nhiều người người ta đập chậu cướp hoa ấy. Nhưng mà em nghĩ thì anh không đập được đâu, không thể. Chậu chắc lắm hả? Thì đúng rồi, nhưng cái gì nó không cọc chắc. Thì nếu mà nó không thể thì thôi, mình chỉ cố. Mình cố làm gì? Rồi. Cố rồi, quá cố. Ok, nhá. Ok, vậy thì em sẽ ghi nhận cái biện pháp này nha. Em sẽ xử lý nha, có gì mà nếu mà thành công thì em sẽ mời anh ăn một bữa. Cái gì sao nó xén thế? Mời anh ăn một bữa xén thế? Gì đấy? Ủa chứ Dũng muốn gì? Chứ anh muốn cái gì? Xem phim mới sến á. Này, xem phim vừa mới rủ hôm trước đi xem phim xong. Rồi, ok, muốn gì cũng được. Rồi, vậy nha. Ok, anh mới cấp nha. Ok, bye bye. Bí mật. Đó là một ẩn số. Một ẩn số à? Ẩn số à? Bye bye. Ok, bye bye. Nếu anh có hỏi thì nó nghiêu lạnh Tú. Trời ơi, dễ như là cái bức bình phong vậy ha. Kiểu Tú nói mấy tên anh. Rồi sau rồi đó là cái chậu cho em chắc lắm rồi. Không đập được đâu. Giống như em tưởng tượng giống như là ngày xưa mà ai ăn hiếp em là cứ gọi tên anh ra. Thật sự luôn á. Không, nhưng mà rất là dễ thương. Và anh nghĩ rằng là thông qua cái cuộc gọi này nữa là mọi người sẽ hiểu rõ được rằng là cái sự đáng yêu của em với lại anh Tú như thế nào á. Nhầy lắm. Anh Tú tuy là hai tụi em rất là thân nhau, nhưng mà rất là ngược, là em là hướng nội còn anh Tú hướng ngoại. Nên là anh Tú rất là nhiều năng lượng, lúc nào cũng có thể giỡn, lúc nào cũng có thể nhây được chơi. Và hôm nay thì Lily đã hoàn thành xuất sắc những cánh cửa và đến với thử thách cuối cùng, và hoàn thành luôn cả cuộc gọi để troll anh Tú rồi. Tú mà đang có xem được cái phần này thì Tú sẽ cảm thấy rằng là thì ra là chỉ gọi thôi chứ không phải là sự thật. Không biết nãy giờ Tú có lo thiệt không ha? Tú kiểu như là trời ơi, chết rồi, nghe mình nó có người thích nó thiệt rồi kìa, giờ sao kiểu vậy, mình phải bảo vệ nó kiểu vậy. Đó. Cảm ơn em rất là nhiều đã đến đây ngày hôm nay. Và một điều cuối cùng để nói với tất cả quý vị khán giả thì Lily sẽ nói gì với các bạn? Lily muốn đầu tiên là cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ cho Ly, cho
Ok. Lily muốn dành lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ Ly trên con đường âm nhạc của Ly, tất cả những sản phẩm của Ly và đặc biệt là sản phẩm mới nhất được mang tên Thức Tình Thường Số Tính. Và hy vọng là mọi người sẽ luôn dành những tình cảm của mọi người cho Ly như thế, vì đó chính là những cái động lực cũng như là sức mạnh để Ly có thể cố gắng bước trên con đường này. Cảm ơn rất là nhiều. Và đến đây thì chuyến hành trình của chúng ta cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Quang Huy và Lily. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.